Chào mọi người anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam. Thì phiên hôm nay, phiên ngày 15 tháng 4 thực chất là một phiên giảm điểm quá lớn và tạo ra cho chúng ta một cái sự quá bất ngờ khi mà thị trường đánh úp sau 2 giờ giảm một mạch về vùng 1216, giảm 60 điểm kèm với mức thanh khoản là 33.567 tỷ. Và cái mức thanh khoản này đã khiến cho thị trường chung của chúng ta có một cái nhịp là múa bên trăng, là trắng bên mua. Hầu hết các cổ phiếu đều có một cái nhịp giảm sàn. Thì đây là một cái dấu hiệu hoàn toàn không hề tốt. Về độ rộng thị trường thì chắc chắn là số mã giảm đang áp đảo rất là nhiều và chỉ có len lỏi 40 mã tăng trong cả thị trường và sàn HOSE trong buổi giao dịch ngày hôm nay. Về khối ngoại phiên này bán rất rác, bán tận 1.238 tỷ và đỉnh cao nhất là bán tận 1.456 tỷ, đó là sau 2:15. Thì cái áp lực bán này của khối ngoại là một cái áp lực bán quá rác và quá quyết liệt. Dường như khối ngoại đang muốn đè chỉ số của chúng ta bằng mọi giá khi bán rất nhiều cổ phiếu Vinhome, CTG, TP Bank, Vinamilk, Vietcombank, SI, HPG, muốn đè chỉ số của chúng ta bằng mọi giá. Thì đây là một cái dấu hiệu là quá rất là mạnh mẽ và cũng như là quá xấu. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ không nói là thị trường chung đây là một cái nhịp rũ, bởi vì như mọi người đều có thể biết, không có một cái nhịp rũ nào mà nó tàn nhẫn như vậy cả. Mà ở thời điểm hiện tại có thể gọi đây là một phiên cao chào bán và có thể gọi đây là một phiên up bull của thị trường chung. Thì cái giai đoạn hiện tại nó sẽ giống cái xu hướng của giai đoạn năm 2020-2021. Giống ở điểm nào? Thứ nhất, chúng ta đang view với nhau là thị trường đang bước vào một cái giai đoạn là uptrend. Đúng chứ? Thứ nhất là chúng ta cần phải đồng thuận với nhau một vấn đề là thị trường, và chúng ta đang hướng với nhau một vấn đề là thị trường đang có cái xu hướng bước vào một cái nhịp uptrend về mặt chung và dài hạn. Và trong các nhịp tăng điểm của thị trường thì trong như khoảng thời gian năm 2021, chúng ta luôn có các phiên là thị trường giảm điểm rất sốc và rất mạnh. Tiêu biểu ngày 28 tháng 10 năm 2020, tiêu biểu như là ngày 18 tháng 1 năm 2021 cũng giảm tận là 70 điểm, hay như các giai đoạn khác ngày 6 tháng 7 cũng giảm đâu đó rất mạnh. Nhưng mà sau các phiên giảm lớn này thì hầu như phiên sau đó thị trường vẫn sẽ tiếp tục đạp mở gap, nhưng khả năng nó hồi lên một nhịp mạnh mẽ là hoàn toàn sẽ có thể xảy ra. Vì vậy thì ở thời điểm hiện tại em đánh giá là thị trường chung đang có cái xu hướng tương tự. Các thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại vẫn được coi là thị trường tiếp tục có xu hướng down uptrend của mình. Em xin lỗi, tiếp tục một cái xu hướng uptrend của mình. Và trong khi thị trường bước vào một cái nhịp uptrend thì các phiên bán hoảng loạn và bán với một mức giảm điểm cao kèm với thanh khoản lớn như thời điểm hiện tại là một cái nhịp giảm điều chỉnh tương đối cần thiết. Và sau cái nhịp giảm điều chỉnh này, cái việc mà chúng ta nên cơ cấu và thay đổi cái danh mục của mình là một cái điều hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà chúng ta sẽ cơ cấu như thế nào? Thì ở thời điểm hiện tại chắc chắn việc chúng ta cơ cấu là hợp lý rồi. Nhưng mà trong phiên ngày mai, khi mà cái vùng hỗ trợ ở 1.206-1.205, đây là cái vùng hỗ trợ tương đối cứng ở khung đồ thị khung tuần, vậy thì khả năng rất cao trong phiên ngày mai chúng ta vẫn sẽ có một cái nhịp gap về 1.220, có 1.200 cho tới 1.205. Thì sau đó các khả năng hồi phục và có cơ hội hồi phục lên là nó sẽ quyết liệt và mạnh mẽ hơn. Mọi người có thể tận dụng các nhịp đó để chúng ta cơ cấu và thoát hàng ra. Ở thời điểm sắp tới thì chúng ta có thể cân nhắc việc đưa cái trạng thái và đưa cái tỷ trọng của mình về mức là 50% cổ phiếu, 50% tiền mặt một lần nữa. Và nếu có thể, mọi người có thể đưa về mức tiền mặt cao hơn thì đây đều là một phương án hoàn toàn tốt. Bởi với cái phiên bán như ngày hôm nay, thị trường hoàn toàn sẽ chưa thể có một cái đà hồi phục quay trở lại quá là mạnh mẽ được. Nhưng mà vẫn là một câu nhưng mà, mọi người sẽ cơ cấu như thế nào và đâu sẽ là cổ phiếu mọi người cần cơ cấu trong khoảng thời gian sắp tới? Thì trước tiên đến với phần này, mọi người sẽ tự hỏi, cá nhân em là một người đã view với mọi người vào phiên thứ 6, thứ 7 và chủ nhật vừa qua là thị trường vẫn sẽ có cái cơ hội là ổn định trong tuần này. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì thị trường đã uppo một cú tương đối đau. Vậy thì cái hành động của em trong cái phiên giao dịch hôm nay là như thế nào? Thì em cũng thú thực với mọi người là phiên hôm nay là phiên mà em có tham gia là mua vào thăm dò. Nhưng mà cái việc tham gia mua vào thăm dò của em đó chính là việc mua thêm, không phải là mua mới hoàn toàn. Bởi vì trước đó khi mà thị trường rung lắc, em vẫn giữ cho mình một mức tỷ trọng tương đối cao, từ 50-70% cổ phiếu. Và sau đó thì ở thời điểm hiện tại với phiên thứ 6 vừa qua thì vào phiên sáng và đầu phiên chiều nay, cái nhịp điều chỉnh của thị trường là không có cao, vì thế thì em vẫn cho các khách hàng của mình và cũng là cá nhân em tham gia vào một cái nhịp ngắn hạn.
Thì ở hiện tại thì em vẫn giữ quan điểm là cá nhân vẫn chưa margin, việc margin thời điểm hiện tại là chưa đảm bảo, và vì thế thì mọi người nếu đang nắm margin thì tốt nhất là nên thoát ra. Và các cổ phiếu em canh tham gia thăm dò là Nam Từ Liên, DG, các cổ phiếu như là Hoa Sen, thậm chí là HCM, FTX, thì một số cổ phiếu này phiên hôm nay cũng không thoát khỏi thị trường chung, là nó vẫn tạo một cái nhịp giảm, thậm chí là giảm sàn. Nhưng mà cá nhân em vẫn cho rằng ấy, các tỷ trọng mua mới trong ngày hôm nay thì nó cũng không quá chênh lệch và không ảnh hưởng quá nhiều. Cái việc mà cơ cấu bán hàng đã có ra là một điều cần thiết. Rồi, vậy thì tới phần thứ hai, đâu sẽ là nhóm ngành và đâu sẽ là cái các cổ phiếu mà mọi người cần cơ cấu và mọi người sẽ nên cơ cấu như thế nào? Thì ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ quan sát và nhìn nhận với nhau một vấn đề là thị trường của chúng ta đang có cái xu hướng là giảm để tăng. Chúng ta cần đồng thuận với nhau một vấn đề như vậy, giảm là để tăng với thị trường chung. Và với cái xu hướng giảm và để tăng như thế này, một cái phiên bán như thời điểm hiện tại có thể gọi là một cái phiên cao chào bán của thị trường và của các cổ phiếu trên thị trường chung. Về các cổ phiếu như là DG hay các cổ phiếu như là Masan này, hay là các cổ phiếu khác như là SHX, đều là các cổ phiếu chưa hề có một cái nhịp tăng trưởng quá lớn. Và bên cạnh đó, nếu mọi người nhìn vào mặt dòng tiền thì SHX và DG là hai cổ phiếu tiêu biểu của hai nhóm ngành chứng khoán và bất động sản đã có dòng tiền tham gia vào trước đó rồi. Và hầu như cái dòng tiền lớn tham gia vào trước đó nó vẫn chưa có ăn được quá nhiều, khi mà với DG là cổ phiếu tăng tốt nhất thì chỉ tăng được có 16%, và SHX thì đâu đó tăng được từ 5-6% là cùng. Vậy thì cái dòng tiền lớn đó liệu nó sẽ hành động như thế nào trong khoảng thời gian sắp tới? Thì cá nhân em với các cổ phiếu như là DG, một cổ phiếu đã có một cái nền tảng lớn cùng với SHX, vậy thì khi mà nó đã xác nhận bứt phá và một phiên giảm hôm nay, thanh khoản nó lại không bằng các phiên tăng điểm trước đó, thì em vẫn kỳ vọng đây là một cổ phiếu tốt. Và mọi người đang nắm cổ phiếu DG hoàn toàn có thể tiếp tục trung bình giá và cũng như là mua thêm khi nó về quanh vùng giá 30, thì đây là một cái vùng giá em đánh giá là rất triển vọng cho riêng cổ phiếu như là DG. Việc mà chúng ta cơ cấu ấy, thì chúng ta sẽ tập trung cơ cấu vào các cổ phiếu đã có một cái đà tăng mạnh trước đó. Tiêu biểu như là FTX này là một cổ phiếu mà sau một cái nhịp break đỉnh ở đâu đó vùng giá là 47.7 thì nó đã có một cái nhịp tăng lên tới là 30% lên vùng 63. Vậy thì ở thời điểm hiện tại dường như chúng ta đã có một cái sự xác nhận là cổ phiếu FTX là một cổ phiếu đang có cái dấu hiệu phân phối. Vì thế khả năng mà cổ phiếu FTX gãy sâu hơn về các vùng phía dưới như là vùng giá 50 là điều hoàn toàn sẽ có thể xảy ra. Vì thế thì mọi người có thể cân nhắc các nhịp hồi phục sắp tới của thị trường chung để cơ cấu các cổ phiếu tương tự như là FTX được. Nhìn vào các cổ phiếu khác như là GVR đi. GVR là cũng là một cổ phiếu đã có một cái nhịp giảm sàn trong ngày hôm nay. Và đây là một cổ phiếu mà cá nhân em có đề cập với mọi người trong khoảng thời gian sắp tới, thời gian vừa rồi, là cổ phiếu GVR có dấu hiệu là tạo mô hình hai đỉnh. Và với hiện tượng này thì cổ phiếu GVR sẽ dường như về lại vùng giá 28 cho tới là vùng giá 26. Trước đó thì có thể canh mua thăm dò ở vùng giá 31.7, nhưng mà hoàn toàn cái vùng này chỉ là nên thăm dò mà thôi. Thì với GVR, với nhịp bứt phá và bật tăng từ 22 lên tận 36 là một cái nhịp bật tăng quá lớn trong khoảng thời gian vừa rồi, thì ở thời điểm hiện tại GVR dường như đã mất cái trend tăng của mình và hướng tới việc là sẽ quay về các vùng phía dưới tìm lại cái đáy mới và cũng như là tạo một cái nền sideways trước khi tiếp tục bật tăng. Vậy thì các cổ phiếu như là GVR là các cổ phiếu mọi người hoàn toàn có thể nên mua khi mà về vùng giá 28 cho tới là vùng giá 26. Nhưng chỉ với các anh chị nhà đầu tư nào đang có cái xu hướng là xác định tham gia đầu tư trung hạn ở thời điểm hiện tại, cũng như là chúng ta đang có cái xu hướng là nắm một cái tỷ trọng tiền mặt cao. Còn với các anh chị mà đang nắm một lượng cổ phiếu cao với GVR ấy, nhất là full margin, thì mọi người vẫn nên cân nhắc các nhịp hồi phục lên để chúng ta cơ cấu ra. Bởi vì cổ phiếu này là một cổ phiếu đã có cái dấu hiệu là tương đối phân phối và khả năng giảm điểm tiếp tục là có. Vì thế thì mọi người không nên quá chủ quan trong giai đoạn sắp tới. Thì đây là hai mô hình mà em muốn gửi tới cho mọi người, GVR, FTX so với các cổ phiếu như là SHX, DG, là hai mẫu hình nó rất là khác biệt với nhau. Và các hành động của chúng ta nó cũng sẽ như vậy, nó cũng sẽ có một số sự khác biệt nhất định. Thì vì thế mọi người nên cơ cấu ấy. Thời điểm sắp tới thì mọi người nên cơ cấu các cổ phiếu đã có một cái nhịp bật tăng tương đối rồi. Và còn các cổ phiếu mà vẫn có nền tảng lớn như là DG hay SHX thì mọi người vẫn nên nắm một cái tỷ trọng cổ phiếu trong cái tài khoản của mình, không nên bán hết với các nhóm cổ phiếu này. Rồi, vậy thì nếu mà nhìn về quá khứ ấy, nhìn về quá khứ nhá. Đây, để em chỉ số mình index.
Thì lấy cái hai giai đoạn mà em có gửi cho mọi người vào lúc đầu buổi video ngày hôm nay này, thì trong cái nhịp tăng điểm mạnh mẽ ở năm 2020-2021, thì trước mắt nhé, thì phiên ngày 19 tháng 1 năm 2021 đi, phiên ngày 19 tháng 1 2021 đây, phiên ngày 19 tháng 1 năm 2021 tháng 7 rồi 21 đây, phiên ngày 19 tháng 1 năm 2021 là một phiên mà cổ phiếu DG cũng đã có một cái nhịp tăng trưởng tương đối trước đó, và ngay thời điểm hiện tại thì nó cũng sẽ tương tự, nó cũng có một cái nhịp giảm điểm tương đối sâu, và sau cái nhịp giảm điểm này thì cổ phiếu DG sẽ có một cái nhịp hồi phục tương đối mạnh mẽ. Nhưng mà đó là với thời giai đoạn mà cổ phiếu DG đã có một cái nhịp tăng trưởng là tương đối mạnh trong khoảng thời gian trước. Còn ở thời điểm hiện tại, DG chỉ là một cổ phiếu đi nền sideways mà thôi, nó chỉ vừa bứt phá lên. Vì thế nếu mà mọi người nhìn vào giai đoạn như là ngày 6 tháng 7 năm 2021 đi, thì ngày 6 tháng 7 năm 2021 là một phiên mà thị trường chung của chúng ta vẫn có một cái nhịp giảm lên tới tận 60 điểm, và DIG cũng là một cổ phiếu giảm sàn. Nhưng mà các phiên sau đó, khi mà cổ phiếu DG vẫn chỉ đang đi nền tích lũy, thì nó cũng chỉ là một cổ phiếu nó tạo một cái nền sideways ngắn hạn, tạo một cái sự cân bằng rồi hồi phục lên mà thôi. Và nếu mà nhìn vào cái giai đoạn như là giai đoạn ngày 24 tháng 9 là cái giai đoạn mà tương đối giống ở thời điểm hiện tại, khi mà nó cũng vừa bứt phá, có một cái nền sideways ngắn và tiếp tục có một phiên giảm tương đối sâu, thì ở phiên ngày 27 tháng 9, đây 27 tháng 9 là một phiên thị trường cũng có một cái đà giảm tương đối. Đâu, để em đo 27 tháng 9 thì giảm đâu đó là 30 điểm. Nhưng mà cổ phiếu DG cũng có một cái nhịp chiết khấu tương đối lớn. Nhưng mà cái nhịp chiết khấu này mô hình chung nó đưa cổ phiếu DG về lại cái nền tích lũy cũ của mình. Vậy thì ở thời điểm hiện tại nó cũng có một cái sự tương đồng nhất định. Các cổ phiếu DG là các cổ phiếu vẫn đang có cái nền tảng lớn phía dưới. Vì thế việc mà mọi người bán quá vội các cổ phiếu như là DG, nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng là tương đối là nguy hiểm và cũng như là tương đối rủi ro, khi chúng ta hoàn toàn có thể mất hết cái hàng của mình với cổ phiếu DG khi mà nó có sự xác nhận là bước vào một cái cơn sóng mới. Thì với các cổ phiếu như DG ấy, cá nhân em cho rằng là vẫn nên giữ cho mình một cái lượng tỷ trọng nhất định, có thể là không cao, đâu đó là từ 20 cho tới 30% cổ phiếu là đều hoàn toàn ổn. Nhưng mà cá nhân em hiện tại vẫn không nên bán hết nhé. Thì đó là cách xử lý cũng như là cách để chúng ta giao dịch với thị trường chung và cũng như là xử lý các cổ phiếu trên thị trường trong khoảng thời gian sắp tới. Thì chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn trong buổi livestream tối nay. Mọi người có bất kỳ thắc mắc cũng như là có vấn đề nào cần trao đổi thì hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới để chúng ta cùng nhau bàn luận nhiều hơn. Thì chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ và an lành bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại mọi người trong các buổi livestream và các video sau.